Some là phải nè, some là phải hay, some là phải nè, some hay some nè. Kangaroo, máy lọc nước RO loại bỏ arsen. Cào tem để nhận biết hàng chính hãng. Anh Thịnh ơi, thực ra em muốn đến gặp anh để phỏng vấn anh về cái cuốn truyện làng của anh á, để lấy tư liệu viết báo anh ạ. Vào nhà đi. Vâng, ta vào việc anh nhé. Cuốn truyện làng của anh ra đời cái đây 3 năm. Vậy xin anh cho biết. Thôi thôi chú ạ. Sao thế anh? Bao nhiêu năm nay anh và chú chuyên viết bài lăng xê cho nhau. Chú viết về anh lại viết đáp lễ về chú, mà toàn viết về những cuốn sách cũ. Anh thấy ngượng ngượng thế nào? Anh cứ nhạy cảm quá đấy chứ. Em thấy có sao đâu. Công chúng thì đọc báo hàng ngày, lâu lâu mới ra được một cuốn sách, thế không xào đi xáo lại thì lấy tư liệu đâu mà viết. Quanh quẩn toàn là những tác phẩm cũ, mà anh thấy không nên dựa vào nó để mà hư danh suốt đời. Ta phải tìm ra cách viết mới, nếu không mình sẽ tự đào thải mình. Anh làm em sáng ra nhiều điều.